Essay 53. Tiểu luận 53. The firefighter. Lính cứu hỏa. Firefighters put out unwanted fires. Lính cứu hỏa dập tắt những đám cháy không mong muốn. They stay on duty in the fire station until someone rings the emergency services and asks for the fire service. Họ làm nhiệm vụ ở trạm cứu hỏa cho đến khi có người gọi đến dịch vụ cấp cứu và yêu cầu dịch vụ cứu hỏa. Then the firefighters get out their shiny red fire engine. Khi đó, lính cứu hỏa lấy chiếc xe cứu hỏa màu đỏ sáng bóng của họ ra. It has all the firefighting equipment. Nó có tất cả các thiết bị chữa cháy. They switch on the alarm bell and set out for the fire as quickly as possible. Họ bật chuông báo động và bắt đầu chữa cháy càng nhanh càng tốt. The hose is rolled up into a coil on the fire engine. Vòi được cuộn lại thành cuộn trên xe cứu hỏa. When firefighters get to the fire, they attach the hose to a fire hydrant in the street. Khi lính cứu hỏa đến nơi chữa cháy, họ gắn vòi vào vòi cứu hỏa trên đường phố. Then they turn the water supply on. Sau đó, họ bật nguồn cung cấp nước. They point their hoses at the flames. Họ chĩa vòi vào ngọn lửa. There is a ladder on the fire engine. Có một cái thang trên xe cứu hỏa. Firefighters climb up it to reach the flames in the upper part of a building. Lính cứu hỏa leo lên để tiếp cận ngọn lửa ở phần trên của tòa nhà. They also use it to rescue people from burning buildings. Họ cũng sử dụng nó để giải cứu người dân khỏi các tòa nhà đang cháy. They carry them down the ladder to safety. Họ mang họ xuống thang đến nơi an toàn. Being a firefighter is a very dangerous job. Làm lính cứu hỏa là một công việc rất nguy hiểm. Firefighters can get injured or killed by the flames. Lính cứu hỏa có thể bị thương hoặc tử vong do ngọn lửa. Parts of buildings can fall on them. Các bộ phận của tòa nhà có thể rơi vào chúng. They can inhale too much smoke. Họ có thể hít quá nhiều khói. Firefighters risk their lives to save the lives of others. Lính cứu hỏa mạo hiểm mạng sống của mình để cứu mạng sống của người khác. They are very strong and brave people. Họ là những người rất mạnh mẽ và dũng cảm. We should thank them for the dangerous work they do. Chúng ta nên cảm ơn họ vì công việc nguy hiểm mà họ làm.